Chỉ chưa đầy 4 năm xây dựng, với ý tưởng ban đầu xây dựng thành phố tri thức hiện đại, thông minh nằm trong quần thể công nghiệp và đô thị 1.200 ha tại Đức Hòa, Long An do Tập đoàn Tân Tạo đầu tư, với trái tim là Trường Đại học Tân Tạo, trường đại học đầu tiên áp dụng mô hình Trường Đại học Việt Nam chất lượng quốc tế, đã và đang làm sống dậy mảnh đất đã từng hai lần được phong tặng danh hiệu Anh Hùng. Trường Đại học Tân Tạo là một trường đại học của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép giảng dạy bằng tiếng Anh và áp dụng chương trình tiên tiến của Đại học Duke Hoa Kỳ. Sinh viên được trang bị những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kỹ năng sống, kỹ năng học tập trước khi vào học các môn chuyên ngành. Truy nhập vào website của Trường Đại học Tân Tạo, chúng ta vô cùng ấn tượng bởi đội ngũ giáo sư tên tuổi và kinh nghiệm đến từ các nước. Tất cả các giáo sư, giảng viên đều tốt nghiệp từ nước ngoài, thông thạo tiếng Anh. Và có đến 60% là giảng viên và giáo sư là người nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Còn đối với đội ngũ giảng viên là người Việt Nam, đều có quá trình du học, nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài. Đất lành chim đậu, ban giám hiệu Trường Đại học Tân Tạo đã thu hút về đây các giáo sư hàng đầu của các trường đại học Hoa Kỳ, Đức, Pháp. Năm 2011, nhà trường đã tuyển được 30 vị giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy tại trường. Đặc biệt các giáo sư tiến sĩ khi trở thành giảng viên của trường, một yêu cầu bắt buộc là không được kiêm nhiệm hay giảng dạy thêm ở bên ngoài. Điều này cho thấy Đại học Tân Tạo yêu cầu các giảng viên phải hết lòng với sinh viên của trường. Ngoài thời gian giảng dạy cho sinh viên, các giảng viên phải có khoảng thời gian dành riêng để tiếp xúc với sinh viên, giải đáp và hỗ trợ những thắc mắc của sinh viên và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Bên cạnh đó, các giảng viên đều có quỹ thời gian lớn dành riêng cho nghiên cứu khoa học. Để tôi giải thích rõ đặc điểm và khác biệt ở tất cả các điểm trong chương trình học của chúng tôi. Điểm đầu tiên là chúng tôi chỉ dạy bằng tiếng Anh và sau 4 năm thực hành, sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Chúng tôi bắt đầu từ các khóa học kỹ năng ban đầu bằng tiếng Anh chuyên sâu và sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ và đào tạo trong suốt 4 năm học cho tất cả các sinh viên. Điểm thứ hai, chúng tôi có một chương trình học chính. Sinh viên được khuyến khích suy nghĩ và phát triển khả năng lý luận của mình trong rất nhiều môn học. Đây là điểm quan trọng trong mô hình giáo dục toàn diện của Mỹ, bao gồm tiếng Anh, lịch sử, toán, khoa học, quản lý kinh tế, lãnh đạo và truyền thông cho tất cả các sinh viên. Mathematics, science, economics, management, and a course in leadership and communication for all our students. Thứ ba, chúng tôi cho phép sinh viên quyết định và thay đổi chuyên ngành học của mình sau khi kết thúc năm đầu. Họ có thể đăng ký nhiều khóa học trong năm đầu để có thể quyết định xem mình thích chuyên ngành nào nhất và chuyên ngành nào mình có thể làm tốt nhất. Thứ tư, chúng tôi có nhiều khóa học tự chọn trong nhiều môn học phụ để sinh viên có thể theo học thêm một lĩnh vực phụ bên cạnh chuyên ngành chính của mình. Thứ năm, tất cả các sinh viên sẽ được tiếp xúc với công nghệ thông tin ngay từ đầu. Toàn bộ khuôn viên trường sẽ được nối mạng không dây và tất nhiên sẽ có những trang web để các giáo sư trò chuyện, giao bài tập, trao đổi với sinh viên và đánh giá sinh viên của mình. Cả giáo sư và sinh viên đều có thể truy cập vào những tài liệu nghiên cứu trên mạng. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất ở TTU là ở phong cách và chất lượng giảng dạy. Tất cả các khóa học của chúng tôi sẽ bao gồm các luận đề, bài tập nghiên cứu, làm việc nhóm, viết tiểu luận, thảo luận và riêng với học sinh ngành khoa học kỹ thuật sẽ được thực hành nhiều trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi sẽ dành một phần nhỏ để sinh viên có thể hỏi và nhận được lời giải thích trực tiếp từ các giáo sư. Bài kiểm tra sẽ chiếm khoảng 40% điểm cuối khóa, 60% còn lại là đánh giá trong suốt các học kỳ đối với những bài tập được phân công cùng với các bản hồi. The other 60% will be the evaluation through the semester of all of these assignments with a great deal of feedback. Finally, all students will have a faculty advisor. Cuối cùng, tất cả các sinh viên đều sẽ có một cố vấn chịu trách nhiệm hướng dẫn tư vấn cho sinh viên trong suốt chương trình học và hỗ trợ sinh viên tìm được công việc tốt nhất và phù hợp nhất sau khi tốt nghiệp. Tôi muốn nói một điểm cuối cùng đối với sinh viên, phụ huynh và giảng viên như sau. Chúng tôi không mong muốn TTU là một trường dễ học. Chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên thông minh, có tài và chăm chỉ trong học tập. Chúng tôi muốn sinh viên học cách suy nghĩ, cách phát biểu, cách thuyết trình để họ có thể lãnh đạo tổ chức của mình và giúp đất nước Việt Nam phát triển. Xin cảm ơn. To speak, to present, so that they can lead their organizations and
help the development of Vietnam. Thank you. Nếu so sánh với các trường đại học khác thì trường Đại học Tân Tạo có rất nhiều điểm nổi trội. Nhưng ấn tượng nhất là trung tâm dữ liệu kết nối với các trường đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Trong kho tri thức vĩ đại ấy của nhân loại, sinh viên của trường cập nhật, tìm hiểu, khai thác, tra cứu mọi thông tin tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Điểm nổi trội thứ hai là trường đại học này có một bảo tàng gốm sứ tái tạo lại các di chỉ khảo cổ, khái quát toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến nay. Không có cách tìm hiểu lịch sử Việt Nam nào hiện thực hơn bằng chính những sản phẩm nghệ thuật đã được bà Đặng Thị Hoàng Yến tài trợ cho nghệ nhân Trần Độ, nghệ nhân của làng gốm sứ Bát Tràng, dày công chuẩn bị trong nhiều năm cho triển lãm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và sau đó đã hiến tặng toàn bộ cho Đại học Tân Tạo. Tuy là năm đầu tiên tuyển sinh, nhưng Đại học Tân Tạo đã tạo nên sự khác biệt không chỉ ở cơ sở vật chất hiện đại với các giảng đường tiện nghi, thư viện, phòng đọc sách hay khuôn viên thoải mái, mà hơn hết là đội ngũ giảng viên uy tín đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Suốt cuộc đời của tôi là phục vụ cho ngành giáo dục. Ba mấy năm nay, 38 năm, thì tôi rất nhiều người trí thức Việt Nam, rất nhiều nhà giáo ở trong nước và ngoài nước cũng có một cái hoài bão là làm thế nào mình là thực hiện được thành công một cái câu trong cái nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9. Cái câu đó là phải cải tiến một cách cơ bản và toàn diện cái nền giáo dục Việt Nam. Một suốt hai kỳ nghị quyết Đại hội Đảng vừa qua không làm được. Bây giờ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ ba không làm được. Thì tôi nghĩ rằng là đây là với cái trường Đại học Tân Tạo với một cái lý tưởng rất là cao cả của bà Đặng Thị Hoàng Yến và với sự quyết tâm của các nhà khoa học, các nhà giáo như chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập hợp những nhà giáo người Việt Nam chúng ta và những nhà giáo quốc tế để tới đây cùng thực hiện cái ý tưởng rất là cao cả này để chứng tỏ thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái cơ sở, một trường đại học nó có chất lượng cao và khi chúng ta đào tạo ra các nhân tài của đất nước mình thì những nhân tài này sẽ là những cái nòng cốt để mà phát triển đất nước Việt Nam, cho đất nước Việt Nam chúng ta đứng ngang hàng với các nước khác, chứng tỏ cho xã hội ở Việt Nam chúng ta cũng như ở thế giới thấy rằng ở tại Việt Nam cũng có một trường Việt Nam là có thể là đào tạo được những nhân tài đứng ngang hàng với những người ra trường ở các nước, các cái trường đại học lớn của thế giới. Và do đó cũng hy vọng rằng các vị phụ huynh của Việt Nam chúng ta cũng thấy rằng là bây giờ đó rất nhiều phụ huynh cũng lo là khi mà gửi con mình đi nước ngoài thì cái số mà trở về với mình nó cũng không có nhiều. Khi là ra nước ngoài là sinh sống ngoài luôn. Bây giờ có cái trường đại học như là trường nước ngoài. Bà con chúng ta có thể gửi con mình vào đây học. Vừa gần nhà, vừa ít tốn kém hơn. Mà nếu nó học giỏi thì nó không có đóng tiền gì cả. Nó ra trường thì cũng ngang như là ra trường ở nước ngoài. Như thế là chúng tôi cũng là phục vụ được những cái gia đình như thế để mà gửi gắm con em chúng ta có thể học được trở thành những nhân tài của đất nước. Trường Đại học Tân Tạo chào đón những lớp sinh viên đầu tiên với cam kết cốt lõi là đem đến cho sinh viên môi trường giáo dục hàng đầu với những kinh nghiệm học tập toàn diện. Mục tiêu của nhà trường là cung cấp cho sinh viên những điều kiện tốt nhất của bậc giáo dục đại học, chương trình học tập theo tiêu chuẩn quốc tế cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa những giảng viên hàng đầu trong và ngoài nước. Một môi trường hiện đại với cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế phục vụ tối đa cho công tác dạy và học trong nhà trường. Một điều cần lưu ý là Đại học Tân Tạo vẫn đang trao cơ hội cho các bạn nhận học bổng toàn phần cho nguyện vọng 2 vào Đại học Tân Tạo. Các bạn vừa trải qua kỳ thi quan trọng, nếu các bạn có ước mơ vào Đại học Tân Tạo, cơ hội dành cho các bạn vẫn còn. Chỉ cần gọi điện theo số 0723 769 216 để đăng ký. Để nắm rõ thông tin, các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website www.ttu.edu.vn.